Thằng Vũ kìa. Vũ nè, em lại đây. Trời đất ơi, em đi đâu vậy? Em có sao không? Sao mặt mày hốc hác quá vậy nè? Ăn cái gì chưa? Em có sao không? Đi, đi lên lớp nói chuyện với cô. Nhanh lên. Trời đất ơi, sao vậy? Đi nhanh lên. Sao mà ốm dữ vậy nè? Em đói bụng không? Hả? Ở nhà đi thôi là em về cẩn thận đó nha. Ủa, em chưa về nữa hả Mẫn? Cô hả? Cô mua đồ ăn cho em ăn đi. Ờ, thôi để bữa sau cô mua cho. Ôi cô, em muốn hôm nay à. Thôi mà bữa sau đi mà, bữa nay Vũ đang mua. Cô à, tưởng con mình nó biết buồn á, em cũng biết buồn vậy. Học sinh nghiêm. Các em ngồi xuống. Thôi, hôm nay em không có tới muộn nữa nha. Ừ. Bữa nay Vũ không đi học hả? Dạ, hôm qua em có gọi cho ba mẹ của Vũ, nói là bạn đó không có về nhà cô. Vậy hả? Dạ. Vậy thôi, ngày hôm nay cô sẽ không có điểm danh đâu. Cả lớp, các em ôn lại bài cũ giùm cô nha. Dạ. Lớp trưởng, lớp phó. Dạ. Gặp cô một tiếng. Dạ. Đi hơi lớp phó. Các bạn giữ im lặng nha. Tất cả mọi người giữ im lặng nha mọi người. Quay. À. Còn chơi với nó luôn hả? Mặc dù nó là kẻ thù của mình, nhưng mà mình vẫn phải nghiên cứu về nó. Gọi về á thì biết được nó đi bụi rồi. Thiệt hả? Thiệt. Minh Long nè, bộ giờ dạ. Này gia đình của Vũ có chuyện gì hả? Dạ em không biết đâu cô. Vậy hả? Vậy thôi hai em lên lớp học đi. Dạ, dạ. Nếu như mà cô lo lắng như vậy á, để em tìm cách đi kiếm Vũ cho. Ừ. Ủa? Vũ kìa. Vũ nè, em lại đây. Trời đất ơi, em đi đâu vậy? Em có sao không? Sao mặt mày hốc hác quá vậy nè? Ăn cái gì chưa? Em có sao không? Đi, đi lên lớp nói chuyện với cô. Nhanh lên. Trời đất ơi, sao vậy? Đi nhanh lên. Sao mà ốm dữ vậy nè? Em đói bụng không? Hả? Ở nhà đi thôi là em không nói cô nghe được đâu. Tại sao? Chẳng lẽ với cô mà em cũng giấu cô hả? Có chuyện gì em nói đi. Thằng này hôm nay bị đặt làm trò khóc lóc nữa chứ. Em cảm ơn cô. Nè, em đi về. Em về cẩn thận đó nha. Ủa, em chưa về nữa hả Mẫn? Cô hả? Cô mua đồ ăn cho em ăn đi. Ờ, thôi để bữa sau cô mua cho. Ôi cô, em muốn hôm nay à. Thôi mà bữa sau đi mà, bữa nay Vũ đang mua. Ôi cô à, tưởng con mình nó biết buồn á, em cũng biết buồn vậy. Em không bỏ nhà đi chứ em cũng biết buồn mà cô. Em có chuyện gì hả? Em có chuyện gì hả Mẫn? Có chuyện gì vậy? Cô mua đồ ăn cho em ăn đi, muốn ăn hả? Ờ, rồi để cô mua đồ ăn cho em ăn nha. Mua liền nha cô. Ờ. À, đi, đi mua đồ ăn. Đồ ăn này ngon con hả? Ừ. Nè, em ăn đi. Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả Mẫn? Nói chuyện gì cô? Chuyện gì mà em buồn? Sao nãy giờ không nói cho cô biết? À, em mấy nay em bị buồn cái chuyện kết quả học tập của em đó cô. Hả? Kết quả học tập của em dạo này tốt lên mà. Thì hay là như vậy cũng không làm cho em hài lòng hả? Đúng rồi, đó, em chưa hài lòng với kết quả lắm rồi. Không sao đâu, thật ra thì mấy kết quả học tập á, từ từ em sẽ cải thiện thêm. Không có gì mà phải buồn hết, chỉ có vậy thôi hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà cái đó cũng chỉ là một cái chuyện nhỏ xíu rồi thôi rồi cô. Em còn nhiều cái nỗi buồn nữa. Em còn nhiều nỗi buồn nữa hả? Là chuyện gì? Em kể cô nghe đi. Cô ăn đi cô, để nó cháy hết trơn luôn á nha. Cô ăn lẹ đi nha, để nó cháy thịt á. Nhưng mà rốt cuộc là
Nãy cái nỗi buồn của em nói là sao? À, em buồn chuyện là em đang phân vân á cô, không biết nên chọn trường trường học viện hàng không nè hay là trường cảnh sát nữa, khó xử quá. Thật ra đó thì hiện tại thời gian này em phải tập trung học là tốt, trung học cái đã, rồi những cái chuyện mà chọn trường á tính sau, từ từ mình tính được. Mà chỉ có vậy thôi mà làm em buồn vậy hả? À, đúng rồi con, mà cái đó cũng chỉ là một cái chuyện nhỏ một xíu gì nữa mà con. Vậy là còn chuyện gì em buồn đó hả? Em còn nhiều nữa buồn lắm. Đợi cô xíu. Alo, cô nghe này Vũ. Em muốn gặp cô nói chuyện với cô hả? Cô đang ăn ở quán nướng gần trường mình đó, em qua đây nha. Ừ, ok. Em ăn đi Mẫn. Nãy ăn cũng nhiều rồi đó, em ăn thêm đi. Xong rồi có gì em cứ về trước đi ha. Cô hẹn Vũ ra đây để nói chuyện, tại vì Vũ nói muốn gặp cô nói chuyện riêng với cô. Cô. Nhưng mà em còn nhiều chuyện buồn lắm luôn á, muốn tâm sự với cô á. Con là chuyện gì? Cô ăn miếng bạch tuộc đi. Trời, bạch tuộc tuộc ngon lắm, tuộc chỗ này ngon hết sảy luôn á cô. Chết thật, không có nghĩ ra được cái chuyện gì để buồn hết vậy trời. Em buồn về kinh tế thế giới hả? Nhưng mà Mẫn ơi, kinh tế thế giới đâu có liên quan gì tới em đâu mà tại sao lại buồn, em còn nhỏ mà. Thì tự nhiên nó nằm trong vô số những nỗi buồn của em luôn á cô. Chỉ có vậy thôi hả Mẫn? Dạ. Em buồn lắm cô. Em ăn no chưa? Chưa, em chưa no, em muốn ăn nữa cô, em mới lại ăn nữa nha cô. Em ăn nữa hả? Dạ. Vậy đi. Dạ. Vũ. Em bị không? Trời, em bị gì vậy Vũ? Trên đường qua đây em bị đụng xe cô. Cái gì? Cô xin lỗi em nha cô. Đợi cô chút xíu, cô đưa đi bệnh viện liền. Cô. Cô đi đâu vậy? Mẫn ơi, em cứ ăn đi nha. Cô xuống dưới cô tính tiền trước nha. Rồi ăn xong rồi về nha Mẫn. Đi đi lên. Cô đưa vô đi bệnh viện. Đi lên cẩn thận. Cô xin lỗi em nha. Có sao không? Bị cái trường hợp bị đâu nữa. Dạ không sao cô. Đi xuống đi. Cẩn thận. Tự nhiên à. Thằng này ra nó xin ra làm diễn viên thì đúng hơn. Trời ơi, sao vậy nè? Cho có đau lắm không? Hả? Không có gì đâu cô. Không có gì, cái gì? Bị thương gì mà không có gì hả? Em đi đánh nhau đó đúng không? Đánh nhau hồi nào với ai? Thì tại tối hôm qua đó cô, có mấy thằng lại kiếm chuyện với em nên em phải đập nó thôi. Trời ơi, cô còn nói vậy nữa hả? Cô bị gì rồi, băng bó lại rồi có sức thuốc chưa? Hả? Băng lại gì nè? Thôi, không cần sức thuốc đâu cô, để tự nó tự hết à. Thiệt tình luôn đó. Hết Vũ rồi bây giờ tới em nữa. Sao tụi em lúc nào cũng làm cho cô lo lắng hết trơn vậy hả? Nhất là em đó Mẫn. Em đã hứa với cô lại không đi đánh nhau nữa mà. Thôi em xin lỗi cô nha. Em làm cô thất vọng quá đúng không? Rồi ăn uống gì chưa? Dạ chưa. Vậy ngồi đây đợi cô chút xíu đi. Cô coi gần đây có gì ăn uống không mà cô mua cho là mình nói chuyện tiếp. Ngồi đợi cô nha. Em nghe nè anh Phúc. Em đang ở ngoài công viên á. Em ra công viên làm gì? Em ra đây em gặp một người rất là đẹp trai mà còn dễ thương nữa. Chà, hạnh phúc quá ha. Nè, không sợ anh ghen hả? Ghen cái gì chứ, em giỡn đó. Thật ra em đi gặp Mẫn. Anh biết không, tay Mẫn thì băng bó, mặt thì chày rượu tùm lum tà la hết trơn á, cho nên em hơi lo. Cái gì? Cái mặt và tay bị thương hả? Mẫn nói với em là tối hôm qua mới đi đánh nhau mà. Cái gì? Hồi nãy anh gặp nó đâu bị đâu ta. Phúc, làm gì vậy Mẫn? Chú, nếu cho con mượn cái hộp y tế của chú xíu nha. Tính bày trò gì nữa vậy? Không, con cứu người. Nha chú.
người ta hết bán đồ ăn rồi, chỉ còn có nướng thôi. Em muốn đỡ nha. Dạ cũng được, không sao đâu cô. À, em cầm giùm con cái đi. Dạ. Em dạo này em thấy thằng Vũ làm cho cô buồn hoài à, nên em kiếm trò chọc cho cô vui thôi, có thấy vui không? Em nghĩ là cô có vui không Mẫn? Cô không ngờ là em có thể giỡn với cô như vậy được luôn đó. Em có biết là cô lo lắng cho em biết bao nhiêu không? Cô thật sự thất vọng về em lắm. Cô giận em hả? Không giận hả? Em đi về đi Mẫn. Hôm nay cô thật sự rất thất vọng về em. Thôi mà cô, em chỉ chọc cô chút xíu thôi mà. Gì vậy cô? Em cứ nghĩ rằng anh không biết những điều em làm đằng sau lưng anh. Cô sợ sâu lắm hả? Anh luôn ngờ cô sợ sâu lắm. Không hề biết những chuyện quân quanh. Cô biết thế nào em cũng quay trở lại mà. Em nghĩ được như vậy thì tốt lắm. Hứa với cô, từ nay về sau không có được bỏ học nữa nghe chưa? Dạ, em biết rồi cô. Ừ. Lên lớp học đi. Dạ, chào cô ạ. Ừ. Cô. Ô Mẫn. Em có quà cho cô. Con sâu nè cô. Ê cô. Cô. Cô sao không cô? Cô tỉnh dậy cô, em giỡn thôi mà. Cô Hiền.